Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Để Bé Vlog của mình, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những kỹ năng, những kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, đồng thời cập nhật được các mẹo làm đẹp tại nhà. Mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng muốn có một làn da khỏe mạnh, trắng sáng, mịn màng, để chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp. Do đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai phương pháp làm đẹp tại nhà bằng tinh bột nghệ, đơn giản dễ thực hiện. Và nghệ được biết đến như là một thần dược để chăm sóc làn da của chị em phụ nữ với những công dụng tuyệt vời như là dưỡng trắng da, hỗ trợ trị thâm nám, tàn nhang, đồng thời hỗ trợ trị mụn, thâm mụn rất là hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa bột nghệ và tinh bột nghệ nha các bạn. Tinh bột nghệ là đã được tách các lớp dầu ra khỏi tinh bột nghệ rồi. Do đó, khi chúng ta sử dụng tinh bột nghệ để uống, để làm đẹp da từ bên trong thì nó không làm nóng gan. Đồng thời, khi sử dụng tinh bột nghệ để đắp mặt nạ thì nó cũng không làm vàng da như bột nghệ nha các bạn. Ngoài ra, trên thị trường thì có hai loại tinh bột nghệ, đó là tinh bột nghệ vàng và tinh bột nghệ cam. Thì nếu để dưỡng da thì chúng ta nên sử dụng tinh bột nghệ vàng để đạt hiệu quả dưỡng da làm đẹp được tốt nhất nha các bạn. Đây là tinh bột nghệ vàng nguyên chất mà mẹ mình làm thủ công, nó chỉ có màu vàng nhẹ như thế này thôi, tuy nhiên dưỡng da rất là hiệu quả nha các bạn. Và mình đã sử dụng tinh bột nghệ để dưỡng da 10 năm nay và mình cảm thấy nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên, sử dụng tinh bột nghệ để dưỡng da đó là một phương pháp tự nhiên, do đó chúng ta cần phải kiên trì thực hiện mỗi tuần và trong một thời gian dài thì mình mới cảm nhận được cái sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình các bạn. Khi còn trẻ thì da của chúng ta chỉ cần chăm sóc đơn giản hoặc là nó đã đẹp tự nhiên rồi các bạn. Nhưng khi về già, khi tuổi xế chiều thì nếu chúng ta không chăm sóc, da của chúng ta rất nhanh bị lão hóa và bị xuống sắc rất là nhanh. Do đó, để làm chậm cái tình trạng lão hóa da và để da của mình trẻ hơn so với những bạn đồng trang lứa thì mình nên chăm sóc da từ khi trẻ và hãy bắt đầu ngay khi có thể nha các bạn, đừng chần chừ trong việc chăm sóc da. Và đặc biệt với việc chăm sóc da bằng tinh bột nghệ, bạn sẽ có được một làn da trắng sáng mịn màng như mong muốn. Quay trở lại vấn đề chính, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai phương pháp dưỡng trắng da từ tinh bột nghệ vàng. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video của mình. Phương pháp đầu tiên dưỡng da với tinh bột nghệ mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là mình sẽ dùng 2 thìa tinh bột nghệ. Trộn với 1 thìa mật ong. Nếu không có mật ong rừng thì các bạn mua mật ong nuôi nguyên chất, không pha trộn đường cũng được các bạn. Ở đây mình sử dụng mật ong rừng. Tiếp theo mình sẽ cho 1 thìa sữa tươi không đường vô các bạn. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi không đường hoặc sữa chua không đường đều được nha các bạn. Và mình sẽ cho 1 thìa sữa tươi không đường vào. Trong đó các bạn trộn đều hỗn hợp này lên. Sau khi nó đã được một hỗn hợp đồng nhất như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái cọ và quét lên mặt của chúng ta các bạn. Và chúng ta sẽ nằm nghỉ ngơi thư giãn trong vòng 15 phút.
Với cách này thì chúng ta sử dụng hai tuần một lần nha các bạn. Mật ong là một trong những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong việc làm đẹp. Sự kết hợp giữa mật ong và tinh bột nghệ vàng nguyên chất cùng với sữa tươi hoặc là sữa chua không đường sẽ giúp giữ ẩm da, ngăn ngừa nám, tàn nhang, mụn nhọt ở trên da, đem lại cho bạn một làn da trắng sáng, mịn màng, đẩy lùi quá trình lão hóa da. Đồng thời nó cũng hỗ trợ điều trị mụn và thâm mụn rất là hiệu quả. Phương pháp thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sử dụng chanh, tinh bột nghệ và mật ong. Đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 2 thìa tinh bột nghệ. Một thìa mật ong. Và chúng ta sẽ lấy nửa quả chanh. Chúng ta sẽ lấy nửa quả chanh và vắt lên nước cốt chanh các bạn. Mình sẽ lấy một thìa nước cốt chanh và mình cho vào cái hỗn hợp này. Mình sẽ lấy 2 thìa nước cốt chanh và mình cho vào cái hỗn hợp này nhé các bạn. Sau đó mình sẽ trộn đều các nguyên liệu này lại với nhau. Sau khi được một hỗn hợp đồng nhất như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái cây quét này và chúng ta sẽ quét lên mặt của mình sau khi được làm sạch da hoặc là sau khi da mặt mình đã xông hơi nha các bạn. Thực hiện đều đặn một tuần 2 lần, phương pháp này rất thích hợp với các bạn da dầu. Các bạn kiên trì thực hiện sẽ cảm nhận được cái làn da của mình sáng mịn, tươi trẻ và hồng hào hơn bao giờ hết các bạn. Như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn hai cách chăm sóc da bằng tinh bột nghệ tại nhà rất là đơn giản, dễ thực hiện theo phương pháp đắp mặt nạ. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tinh bột nghệ để làm đẹp da từ bên trong bằng phương pháp uống nha các bạn. Và các bạn lưu ý, khi mình sử dụng tinh bột nghệ để đắp mặt nạ dưỡng da thì có một số vấn đề như sau các bạn cần lưu ý. Thứ nhất là các bạn đắp mặt nạ chỉ trong khoảng 15 phút và sau đó mình sẽ đi rửa sạch mặt lại bằng nước mát. Không nên đắp quá lâu sẽ bị phản tác dụng nha các bạn. Lưu ý thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là mình nên đắp mặt nạ sau khi mình được làm sạch da xong, tức là sau khi mình tẩy tế bào chết xong hoặc là sau khi mình xông hơi da mặt xong các bạn. Và mình chỉ nên thực hiện việc đắp mặt nạ một tuần 2 lần là ok rồi các bạn. Ngoài ra mình chỉ nên đắp mặt nạ vào buổi tối nha các bạn, mình không nên đắp vào ban ngày. Lưu ý thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mình sử dụng tinh bột nghệ để làm đẹp da theo phương pháp thứ nhất, tức là mình sử dụng tinh bột nghệ, mật ong, sữa tươi hoặc là sữa chua không đường, thì cái phương pháp thứ nhất này thích hợp cho mọi loại da, đặc biệt nó rất là tốt đối với da mụn và da thâm mụn. Cái cách thứ nhất hỗ trợ điều trị mụn, thâm mụn rất là hiệu quả. Và các bạn lưu ý, đối với cái phương pháp thứ hai, tức là mình sử dụng tinh bột nghệ, chanh và mật ong, thì phương pháp thứ hai này thích hợp cho da dầu, da nám, tàn nhang. Những bạn có làn da mụn hoặc là da trầy xước, da mụn như là mụn bọc, mụn viêm, mụn đầu trắng thì các bạn không nên sử dụng phương pháp thứ hai để đắp mặt nạ nha các bạn. Tại vì acid
có trong chanh sẽ làm cho mụn đầu trắng, mụn bọc, mụn viêm của chúng ta nó bị vỡ ra, làm cho vi khuẩn phát tán và làm cho tình trạng mụn của chúng ta trở nên trầm trọng hơn, viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn các bạn. Do đó các bạn lưu ý, đối với những bạn bị mụn đầu trắng, mụn bọc, mụn viêm thì chúng ta không nên sử dụng phương pháp thứ hai để dưỡng da, mà mình nên sử dụng phương pháp thứ nhất để dưỡng da được hiệu quả hơn nha các bạn. Các bạn lưu ý, mình xác định da của mình thuộc loại da nào để mình áp dụng cái phương pháp dưỡng da với tinh bột nghệ cho hiệu quả nha các bạn. Như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn hai phương pháp làm đẹp da tại nhà với tinh bột nghệ. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho mình một like, đồng thời chia sẻ video của mình để những người khác cùng tham khảo thêm để chăm sóc da tại nhà cùng làm đẹp với mình. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và thông báo để cập nhật những video mới nhất từ Điểm Đẹp Vlog nhé các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Điểm Đẹp Vlog của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.